Đây là cách mình biến cây cột điện thành cây bonsai. Dâm một đoạn cành dâu, sau 2 tháng thì nó lên được như này. Tiếp tục nuôi thả. Sau 7 tháng không uốn nắn nên là nó mọc thẳng như cây cột điện. Cây thẳng, cao, dài nên là mình làm cây văn nhân. Sau 8 tháng, 9 tháng, cành đã to bằng đầu đũa nên bây giờ sẽ dùng dây nhôm để uốn. Làm cây văn nhân nên là mình chỉ lấy ít cành thôi. Sau 10 tháng, cành to hơn nên là mình sẽ dùng dây 3 ly để vào. Uốn định hình tạm như vậy, sau to thì mình sẽ cắt giật tách nhánh, làm dăm chi cho nó dày. Thêm khoảng 1 năm nữa là có cây chơi rồi. Đang có combo 9 món, mua một lần đủ đồ chơi cây luôn, giá 600k bao ship, bấm sổ hàng hoặc nhắn tin cho mình để đặt nhá.